thị trường hôm nay ngày 4 tháng 10 vẫn tiếp tục rơi anh chị nhà tư có thể thấy vòng xoáy T 2.5 vẫn diễn ra cứ tới phút cuối thị trường lại bị đạp các cổ phiếu lại nằm sàn thậm chí trước khúc đó có nhiều cổ phiếu đang xanh ví dụ đất xanh hay là gì ví dụ VND đi SSI đều là những cổ phiếu có giá xanh trước phiên ATC nhưng cỡ 5 phút là đã bắt đầu bị đạp xối xả vào phút cuối và rơi xuống thì trạng thái thị trường này nó đã diễn ra rất từ vùng ba tới bây giờ rất là lâu rồi không à, nửa tháng tới một tháng rồi gần như là chỉ có rơi vào buổi chiều khi t cộng 2.5 được xác nhận đưa vào giao dịch để dẫn đến cái hiện tượng là bán tháo cuối phiên không thể hấp thụ hàng được thì cái trạng thái giao dịch này chúng ta sẽ phân tích như thế nào trong phiên hôm nay hiển nhiên chúng ta không phân tích các cổ phiếu vì sao vì các cổ phiếu bây giờ đa phần nó chỉ có hồi rơi hồi rơi chứ nó không có trạng thái gì khác và chúng ta sẽ đi gì phân tích về thị trường phân tích về gì một số diễn biến cung cầu và đưa ra một số giải pháp giao dịch trong hiện tại hoặc là khắc phục cái vấn đề lỗ của anh chị. Đương nhiên không thể khắc phục bằng cách cắt lỗ nha, không thể khắc phục bằng cách cắt lỗ được, nhưng sẽ có những phương án cắt lỗ làm việc khác để anh chị đỡ lỗ và có thể kiếm được tiền trong giai đoạn này. Rồi thì đầu tiên mình nhìn qua nước ngoài, nước ngoài hôm nay tiếp tục bán mạnh nhưng mà mọi người lưu ý nha trừ bán những cái con này bên đây nó cũng mua nhiều nó tức là nó cũng có mua đối ứng là một phần nhưng mà việc bán 400 500 tỷ này chủ yếu là tập trung ở hòa phát nha hòa phát thì cái con này quan nghĩ là đang có chắc là nó phải rút rồng tiền về nước của nó nha tự danh tự danh hôm nay lại mua rồng từ trừ công vi banh bị bán mạnh thì đa phần tự danh là mua tự danh đã mua khá là nhiều trong những phiên gần đây nha đây là một trạng thái tốt nha trạng thái tốt còn về thanh khoản thì sao thanh khoản hôm nay cao vì nó có nhiều lần rút chân nhiều lần cướp hàng đây nếu mọi người nhìn nha, thị trường có một lần vét từ dưới vét lên sau đó đi ngang lại vét lên rơi xuống vét lên nhưng vấn đề gì tới chiều nó lại bị vòng xoáy t hai trăm năm nó đạp tiếp nhưng lực vét rất cao lực mua vào rất cao gần như đâu còn người bán nữa nha đâu còn người bán nữa thì đó là cái trạng thái chung còn nếu mình nhìn vào chỉ số gì chỉ số dow jones đi Dow thì chắc chắn là gì Mỹ nó đã tạo đáy rồi đây người thấy nó rõ ràng không Mỹ nó đã tạo đáy và nó đi lên rồi rất là đẹp phải không đồ thị này của Mỹ là rất là đẹp nhưng đồ thị Việt Nam không hề đẹp tí nào phải không không hề đẹp tí nào hôm nay quan chỉnh cho nó bự bự lên chút để anh chị dễ nhìn anh chị dễ nhìn đó anh chị thấy là Mỹ nó còn tạo đáy trước nhưng Việt Nam nó dần rơi phải không hôm, Mỹ hôm qua nó tăng bao nhiêu điểm nó tăng 765 điểm 2,66 phần trăm mà hôm nay Việt Nam vẫn gãy, đó người thấy là thị trường chúng ta làm cái gì cũng nhất 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 luôn đó rồi, thì đó là việc đầu tiên. Tiếp tục, mình sẽ nhìn vào cái gì? Mình sẽ nhìn vào đầu thị ở trên đây. Thì nhìn chung á hôm nay nếu mọi người nhìn thấy thì sao? Thị trường tiếp tục rơi, các cổ phiếu tiếp tục nằm sàn trong cả chiều. Tuy nhiên, nếu mọi người nhìn kỹ phiên hôm trước, thị trường rơi 40 mấy điểm, 45.68 điểm, có lúc rơi hơn 50 điểm âm 4%, nhưng hôm nay thị trường thật ra chỉ rơi có 0,8 điểm với mức rơi 8,3%. Đây là cái điểm tốt hay xấu nếu mà nhìn kỹ. Đúng chúng ta dẫn lỗ, chúng ta dẫn lỗ nhiều hơn rất nhiều, nhưng nếu nhìn xét cho khách quan thì phiên hôm nay rơi ít không, phiên hôm nay rơi rất ít so với những phiên hôm trước rơi một cái mức độ rất lớn thì phiên hôm nay chỉ rơi có 8 điểm thôi thậm chí có rút chân tám 8 điểm và có rút chân là cái trạng thái tốt chứ không xấu nha tốt chứ không xấu mình thử nhìn vào quá khứ ở đây thì qua sẽ đưa ra cái yếu tố quá khứ ví dụ đây nghe không nó rơi hiềm cây phía sau nó rơi hiềm nhiều 10 điểm cây phía trước nó rơi nhiều 56 điểm cây sau rơi hiềm 10 điểm và bữa sau nó tăng lên đó nghe không? Rồi tiếp tục bên đây, cây trước rơi 36 điểm, cây sau rơi thêm 7 8 điểm hơn 7 điểm. Và dạ, đó nó tăng lên bữa sau nó rơi 3 điểm. Và dạ, cái nó tăng lên lại liền. Đó, mọi người thấy nó có một cái hiện tượng đó. Tiếp tục mình sẽ nhìn qua quá khứ đi. Nhìn chung hơn hơn nó sẽ có một cái cây rơi bồi thêm nhẹ nhẹ để chi? Để nó cho anh chị mình tuyệt vọng anh chị mình bán ra. Ở giai đoạn gần đây thì cái trạng thái này nó còn ở đây nữa nè. Đâu? Ở bên đây. Đây mọi người thấy là cây này nó rơi nhiều 43 điểm, cây sau nó rơi thêm 13 điểm xong nó giật nó tăng lên lại ngay. Thì cái hiện tượng hôm nay cũng tương tự là gì? Nhiều cổ phiếu lại xanh điểm không? Nhiều cổ phiếu xanh điểm không giảm tiếp. Nhưng gì? Nhưng thị trường lại giảm 8,3 đương nhiên vẫn có cổ phiếu nằm sàn nhưng mức độ rơi nó đã không còn mạnh như những phiên trước đây là Quang đang phân tích những yếu tố tích cực trước rồi mình mới đưa ra giải pháp nha cũng như những cái gì anh chị có thể nhìn được ví dụ bvd hôm nay người thấy là hôm qua nó rơi nằm sàn phải không nhưng hôm nay nó lại đóng cửa giá xanh trong khi cổ phiếu khác nằm sàn vậy có phải ở đây bvd đang hình thành một cái trên giảm vào cái vùng đáy ví dụ khoảng 18.3 đi ngang đi không nếu nó bước qua đây được nó có phải nó sẽ cho một sóng hồi lên khoảng giống 22 không tức là hôm nay nó chống lại được thị trường cổ phiếu dầu khí hôm nay rõ ràng chống lại được thị trường chung và cổ phiếu BVD không hề rơi về đáy cũ à, không hề rơi về đáy cũ trong khi thị trường chúng ta đã lụng đáy mọi người đây cái nào người thấy nhìn thấy rõ hoặc là BVS đây những cái con dầu khí mình nhìn vào mình sẽ thấy BVS thật ra trong những phiên gần đây ở đâu có rơi đây nào nghe thấy là cây này nó rơi một phút mấy Xong nó tăng lên lại nó rơi xuống sau nó lại hồi lên lại trong phiên hôm nay tức là nó không hề rơi quá nhiều hôm nay dầu khí rõ ràng chống lại được thị trường chung không? À, chống lại được thị trường chung hoặc là một số cổ phiếu khác ví dụ tê xác đây anh chị nhìn vào thật ra tê xác hôm nay nó đâu có rơi nữa đâu à, nó đâu có rơi nữa đâu tức là đã có một số hiện tượng rồi dễ hiện những con bị bán tháo ví dụ đất xanh rồi ví dụ đất xanh thì sao thật ra theo một người nghĩ đất xanh hôm nay rơi nặng hay nhẹ theo qua đánh giá rơi như thế này tuy là âm sáu hai nhưng bình thường bình thường đâu và đôi khi nó lại có ẩn yếu tố tốt ở đó đây tức là sao tức là đất xanh khi rơi thường nó sẽ nằm sàn rất cứng không nằm sàn rất cứng những anh chị dự đất xanh có có đồng ý với quan quan điểm này không là đất xanh khi nó rơi nó sẽ sàn với khối lượng rất lớn mấy chục triệu cổ phiếu mười mấy ba bốn năm triệu gì đó rất nhiều nhưng hôm nay đất xanh rơi không sàn thứ nhất nó không sàn nó cách sàn hai lai và nó gì lực mua nó lên rất mạnh để cổ phiếu không có thể nằm sàn được tức là hai vì nó nằm sàn nó lại gì nó lại cách sàn một hai lai đây thể hiện gì còn hàng đâu mà bán vì bán tới đây là kịch biên rồi tới cái đáy cũ luôn anh chị thấy cái đáy cũ bên nào đó nó tới đáy cũ luôn rồi thì tới đây nhà đầu tư cũng đâu còn hàng ở đâu bán nên dẫn đến cái trạng thái là cổ phiếu không có sàn quá lớn được nha gọi là đi rồi đi rồi anh chị thấy nó sao hôm nay thậm chí nó chạm tới đáy cũ nào người hay cái đáy chạm tới đáy cũ không và dạ, sau đó gì nó rút chân nó có giá hấp nhất trong phiên là tới cái mức mà bán tháo và coi bạn là không còn gì hết á là cái giá nhiêu là cái giá 25.8 mình đo thử trừ trên cái giá hàm chiếu của nó trên đây nha xuống cái mức 25.8 là nó âm bao nhiêu phần trăm kỳ hước đây mọi người coi từ cái mức kia đây âm xuống đây nó sẽ âm bao nhiêu phần trăm nó âm 6,6 có phải là sát giá sàn không sát giá sàn rồi còn chứ còn gì nữa không? sát giá sàn rồi chứ còn gì nữa nhưng mà kết quả là rút chân vì nó đâu còn hẹn ở đâu mà bán nó thành ra chúng ta cần phải bình tĩnh và cố gắng trong giai đoạn này vì sao vì nếu mà anh chị đã từng trải qua những giai đoạn trước anh chị nhìn bên đây đi của con đi thì những cái con bất động sản khác nó giống vậy đi nó rơi đây nè thấy nè sàn nè phải không sàn 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 liên tục luôn rất là nhiều cây sàn nhưng một khi nó tăng lại là ở tăng trần một cây trần hai cây trần rủ một cây sau đó ba cây không đánh thêm hai cây nữa là từ đây lên đây bao nhiêu trăm ví dụ từ cái đáy ngay đây lên đây là bao nhiêu trăm là 25%. Nó rơi cái đoạn này là bao nhiêu phần trăm? Mình thử đo nha. Đây là quan nói cho anh chị để anh chị có niềm tin để giữ hàng nữa nha. Là âm 50% từ đỉnh. À, âm 50% từ đây nó rơi 50% và cái đoạn hồi nhỏ này chỉ trong thời gian là bao nhiêu? Từ cái cây hồi trần thứ nhất cho tới cái cây trên đây là bao nhiêu? Năm hành 7 ngày 25%. Không tính cái giai đoạn phía sau hồi lên trên đây. Không tính cái giai đoạn này. không, không hề tính cái giai đoạn này, chỉ tính cái giai đoạn nhỏ thôi là anh chị sẽ lợi được lỗ đỡ lỗ nhiêu? Từ âm 50 còn âm nhiều 25 tại vì sao người phải hiểu một điều á khi tăng lên á nó sẽ có biên độ lớn cái cái tỷ suất nó sẽ nhiều hơn cái biên độ rơi lúc nào nó cũng vậy thôi phải không giảm 10 phần trăm nhưng tăng là 12 13 phần trăm hơn hơn nó là vậy thì ngược lại bên đây ví dụ anh chị kiên nhẫn nó sẽ ít nhất nó sẽ tại nó cũng cho anh chị sống hồi được 32 anh chị cắt lộn nó vẫn nhẹ hơn anh chị cắt tại đây phải không anh chị cắt giá sàn hôm nay nó vẫn khác nhau rất là nhiều nó thành ra trong cái trạng thái mà tuyệt vọng của chúng ta hơn hơn một khi nó hồi là chúng ta sẽ cực dữ lắm và chúng ta gần như bi quan à, và anh chị đã từng trải qua giai đoạn nào giai đoạn này giai đoạn này của thị trường rồi thì anh chị cho nhớ là khi thị trường nó hồi không khi thị trường nó hồi không các cổ phiếu nó trần đầy hết trơn mấy chục mã gần cả trăm mã cổ phiếu cùng trần không à, kiểu gì nó cũng sẽ có cái hiện tượng nó diễn ra vì sao vì hôm nay qua có nói anh chị trong rơm mình á cổ phiếu nó con margin Phải không nó con margin thì nó con mãi con tới mức mà chúng ta nhìn vào rất nhiều anh chị bị bán giải chấp thì sao mà bán hết rồi thì còn cái gì nữa bán hết rồi là không còn tiền không còn không còn hàng chứ không còn hàng trên thị trường bán ra thì đương nhiên sẽ có ai đó mua lại nhưng mà cứ bán ra hết thì cái lượng margin trên thị trường đó nó sẽ giảm xuống à, tỷ lệ margin trên thị trường nó sẽ giảm giảm xuống tức là những cái kho margin cái số tiền mặt nó sẽ tăng lên có phải vậy không vậy thì nếu nhà tư chúng ta bán giải chấp bị bán giải chấp ra cũng có phải là nhà tư chúng ta sẽ cầm tiền không hay cái lượng tiền mặt nó sẽ tăng lên mà cái lượng hàng nó sẽ đi xuống hấp xuống vậy thì khi mà tiền nó đã bắt đầu gì lớn hơn hàng đó, tiền nó đã bắt đầu lớn hơn hàng thì sao Thì tiền sẽ bắt đầu thấy cổ phiếu rẻ Và nhảy vô mua lại Nó sẽ kích thích thị trường đi lên lại Đây là quy lực vận động chung của thị trường hồi xưa giờ luôn À, hồi xưa giờ luôn nếu thành ra là việc chúng ta đã dự tới đây thì bắt buộc chúng ta nên giữ luôn anh chị có thể hỏi là tại sao cổ phiếu này xấu quá thật ra anh chị nhìn vào thị trường này có con nào không xấu Quan ví dụ nha xtb đi anh chị nghĩ nó không rơi nữa hôm đó nó tạo đáy ngay đây rất đẹp phải không nó tạo đáy ngay đây rất là đẹp luôn sau đó nó vẫn rơi xuống tới đây tới cái đáy cũ thật ra có khác gì con đi gờ, hay con đất xanh đâu đây nè nó cũng bằng cái đáy cũ luôn rồi còn cái gì nữa phải oh. không tức là anh chị có nói là bây giờ cái con cổ phiếu anh chị nó xấu quá thật ra tất cả cổ phiếu trên thị trường này vì cái t cộng hai năm banh chứng thép trụ dầu gì đó siêu phẩm lãi một ngàn tỷ mười 000 tỷ, tỷ hbg gì đó cũng gãy sạch hết trơn đây hbg em người thấy nè gãy còn gì nữa đâu hbg đã gãy quá trời từ đỉnh nó vẫn gãy ở đây người thấy nó gãy sạch hết trơn không nó thành ra anh chị có chê cổ phiếu mình xấu quá Thật ra tất cả đều như nhau hết, không có riêng gì cổ phiếu của anh chị nhau tư. Mà chúng ta cần nhìn vào thực tế là toàn bộ đều như nhau, toàn bộ đều lỗ như nhau. Việt Nam thậm chí là đứng top giảm mạnh nhất châu Á. Rồi, mọi người có thể nhìn vào rõ ràng là chúng ta giảm. Hôm qua thị trường thế giới tăng, châu Á tăng, tất cả đều tăng, chúng ta vẫn giảm đó. Mọi người thấy rõ ràng không? Đó. Hoặc là gì? Mọi người nhìn vào đây, tin tốt nó ra rất nhiều. Đây, Để mọi người nhìn cái mục tin tức nè. Đây, mọi người nhìn ở đây. Chiều 4 tháng 10 chứng khoán châu Á đi lên không chưa trừ Việt Nam nha đó là tiếp tục GDP năm 2022 tăng trưởng từ 7.5 tới 8.5 Nếu không có gì bất ổn ủa thị trường GDP tăng mà thị trường chứng khoán lại rơi coi bằng là không biên độ ngày hay nó rõ ràng nó nghịch lý không nó rất là nghịch lý với thị trường của chúng ta nha rồi tín dụng với Hồ Chí Minh tăng mạnh từ đâu Nhìn chung là toàn những cái câu Wow. những cái tin tốt nhưng mà chúng ta dẫn ra tức là chứng khoán và nền kinh tế rõ ràng không đi chung với nhau chứng khoán đi xuống nhưng nền kinh tế vẫn đi lên bình thường vì sao vì đây cộng 2.5 rõ ràng thị trường giao dịch một ngày à, một ngày thị trường giao dịch là nhiêu 4.5 tiếng từ buổi sáng hay tiếng rưỡi buổi chiều một tiếng rưỡi nhưng bây giờ là chỉ cho bán trong buổi chiều không cho bán buổi sáng buổi sáng đâu có hàng đâu bán đúng không đó đó là cái yếu tố để quan nói anh chị hiểu là cái giai đoạn này chúng ta phải như nhau thôi chúng ta đâu có khác được ai cũng như ai cũng phải gồng lỗ thôi chứ bây giờ còn có mấy phút cuối cái đạp sàn anh chị kêu anh chị bán sàn anh chị cũng đâu có bán đúng không rồi đó là thứ nhất thứ hai có sẽ nói về những cái điểm cộng của trên cái đồ thị hoặc là một số quan điểm của mình nhìn về cái đồ thị thị trường chung. Thì mình sẽ mở qua đầu tiên là mình sẽ nói về VIN30 trước chỉ số phái sinh. Thì phái sinh ở đây anh chị đã thấy nó đã có một cái hiện tượng gì là hôm nay phái sinh đóng cửa sao? Đây người nhìn hai cây nến đây là nến ngày nha, người nhìn vào đây nến ngày nó có hiện tượng gì? Không rơi nữa phải không? À, không rơi nữa hôm nay một lượng lớn khối lượng sọt đánh ra hôm nay sọt bao nhiêu đây người nhìn cái đồ, cái cái khối lượng ở đây nè khối lượng sọt ở đây nè người thấy nó thế nào nó cực đại không? hôm nay mọi người nhìn cái khối lượng sọt đây tổng hợp đây hôm nay mức giá ok đây kê okay. cái này là chúng ta đang coi đồ thị sinh đúng rồi hôm nay giao dịch bao nhiêu? bốn mươi bốn tám trăm tám mươi chín tỷ bốn 889 bốn tám chín tỷ mình thử kéo ngang đây nó nó bằng ở đâu? đây mọi người nhìn cái đường này nha nó bằng ở bên đây phải không? Đang qua chưa cho anh chị coi cái đồ thị ở trên Qua chỉ cho anh chị coi ở đây thôi Đây anh chị thấy nó có bằng không không Đây anh chị qua sẽ tô cho anh chị coi Đây đó anh chị nhìn nha Thì đây là những cái điểm mà Quang nói Thì có thể anh chị vài phiên sau anh chị coi lại cái video này giúp Quang Xem có đúng hay không nha Rồi đây mọi người thấy nó, 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 nó đang đa bằng lại nhau nha Đây tiếp tục đây, anh chị nhìn vào đây rồi tiếp tục bên đây nó cũng giống như hạch vậy phải không là khối lượng sọt rất lớn khối lượng mà màu đỏ tăng cao rất lớn dân trào rất lớn và dạ, mình kéo lên trên đây mình sẽ bắt đầu nhìn vào trên đây đây có phải là một vùng sọt rất lớn không rồi tiếp tục mình nhìn ở đây mình giống hẳn lên nha đây anh chị giống hẳn từ đây lên đây nó có phải là ngay đây không ngay đây là dùng gì rơi xuống sọt rất lớn nó không sọt rất lớn tiếp tục anh chị giống hẳn từ trên đây xuống đây đây có phải là ngay đây nó khớp với nhau không đó anh chị thấy là quanh đây phải không rồi, cũng là một vùng sọt rất lớn tiếp tục anh chị nhìn thử bên đây coi ở đây giống hẳn xuống có phải là ngay đây không À, anh chị nhìn thử giống hẳn xuống cũng là cái vùng sọt rất lớn sau đó gì sao sau đó thị trường tăng rất mạnh à, dù sao tăng từ đây đến đây có phải là tăng rất mạnh không tăng cũng được nửa tháng cái tháng chứ bộ ít đâu hoặc là ngay đây tăng cũng tăng được nửa tháng chứ bộ cái tháng đâu à, nửa tháng nè phải không rồi ở đây tăng được hai tháng nè anh chị thấy không anh chị thấy nó có một cái điểm đặc biệt không rồi tiếp tục mình nhìn qua tới bên đây nha đây anh chị nhìn xuống đây đây có phải là rơi xuống mạnh không đây rơi xuống mạnh À, rồi ở đây mọi người nhìn thử ở đây khối lượng cũng rất lớn đây khối lượng sọt cũng rất lớn tiếp tục anh chị nhìn bên đây rơi xuống rất mạnh nè, anh chị thấy không sau đó gì khối lượng sọt cũng rất lớn sau đó thị trường lại đi lên nó nó có cái nghịch lý nha đó là cái nghịch lý của nhìn vào khối lượng thôi đây anh chị nhìn nè rơi rất mạnh nè không nhìn xuống đây khối lượng sọt cũng rất lớn anh chị nhìn vào anh chị cũng thấy bằng mắt thường thôi quá không nói về cái gì xa đó là cái hiện tượng gì hiện tượng là anh chị nhào tư của chúng ta <laughs> những anh chị gì những anh chị nhỏ lẻ bắt đầu mất niềm tin vào cơ sở mất niềm tin vào cổ phiếu anh chị bán hết hàng anh chị chuyển qua anh chị Sọt các đội nhóm bắt đầu hô anh chị Sọt Sọt và Sọt để kiếm lời không? bây giờ rõ ràng rồi chứ gì nữa chiều mở cửa lên là cái sọt xuống là ăn nó sọt xuống ăn thì chị thấy nó thế nào thì cứ sọt là ăn thì bây giờ hôm nay mọi người thấy là rõ ràng đây quan sát hết nha quan cho anh chị coi hôm nay rõ ràng sọt rất lớn đây mọi nhìn nè sọt rất lớn 44.000 tỷ sọt ra ở chỗ này nhưng tại sao thị trường phái sinh hôm nay chỉ giảm bao nhiêu đây mọi người nhìn nè âm 0,6 điểm âm 0,05 phần trăm tại sao người phải là câu hỏi tại sao tại sao cùng một cái mức khối lượng cực lớn sọ hợp đồng sọt vào và hợp đồng này nè giá trị là bao nhiêu 44.800 tỷ gấp bao nhiêu lần thị trường hôm nay chúng ta giao dịch đây quan có cái bảng VND nè mọi người thấy nè hôm nay thị trường Việt và Nindex chúng ta giao dịch 12.000 tỷ mà cái phái sinh hôm nay giao dịch bao nhiêu mà giao dịch 44.000 tỷ gấp 4 lần không? gần 4 lần tại vì nếu mình bỏ cái số 12 12 12 x 4 là cũng phải ra 36, 46, 48 gì đó phải không? Nhưng mà ở đây là gì? Ở đây chỉ có 44 hơn gần 4 lần. Thì rõ ràng cái khối lượng bán xuống gần 4 lần nhưng thật ra thị trường chúng ta cái phái sinh nó vẫn đứng yên. Nó không hề đi xuống. Tức là hôm nay nếu anh chị sọt ham chiếu, anh chị sọt xuống, ý gần như anh chị đâu có hòa đâu có lời được nhiêu anh chị lời được có không 0.6 điểm thôi. Vậy có phải là ai đó đang chốt không? Đây là cái phân tích về gì phải phái sinh cho anh chị hiểu nha. Yeah. Rồi tiếp tục tiếp tục anh chị nhìn vào cái gì anh chị nhìn vào ở đây qua sẽ trở lại thị trường chung mà hôm nay chủ yếu quan cũng phân tích thị trường chung là nhiều Chúng ta không phân tích cổ phiếu gì anh chị đều biết cổ phiếu như nhau. Rồi sẽ nhìn cho anh chị nhìn ở đây. Anh chị nhìn đây, đây có phải là cái trend line không? Đây là trend line tăng của thị trường. Nó bị gãy ở cái cây này. không oh, nó bị gãy ở cái cây này. Cây này là cây ngày bao nhiêu? Ngày 7 tháng 9 là cái cây này nha. Anh chị nhìn vô đây. không? Oh, rồi anh chị nhìn xuống đây cái đây là cái gì? Đây là chỉ báo rsi ai. Cái chỉ báo qua đó rất nhiều và gần như tất cả các quỹ, tất cả các tổ chức, tất cả các nhà tư đều sẽ xài chỉ số rệt ai, chỉ số sức mạnh tương đối của cổ phiếu của thị trường. không? Oh, thì sao thì với cái trendline này điểm gãy là ngày 7 tháng 9 đây phải không 7 tháng 9 là ngày đầu tháng bắt đầu gãy như này rồi thì mình nhìn ở đây ví dụ mình kẻ cái trendline trên RSI đi mình kẻ ngang đây mình kẻ hẳn lên đây phải không hoặc là mình kẻ kiểu gì cũng được không? anh chị muốn kẻ sao cũng được miễn là mình nói vài cái đấy của RSI lại ra một cái gì ra một cái trendline đi lên thì người thấy cái chỗ gãy này nè mình để vô ngày 7 tháng 9 nó có cái điểm gì đặc biệt không là cái chỗ gãy trendline ngay đây nè và cái chỗ gãy trên line đây nó cùng một điểm tức là gì là khi rợn ai gãy trên đây là trên tăng của rệnh ai phải Trong một xu hải tăng thì đây là trên tăng của r ai. Cái này thì trong khóa học Quang có dạy anh chị rất là kỹ rồi. Thì đây là quan đưa ra ngoài luôn để anh chi để cho anh chị mình trấn ngang dư luận mình chứ mình bây giờ mình giữ kiến thức thì anh chị lại không thể trấn ngang được anh chị quá nhiều do có thể là anh chị không hiểu nha. Thì đây anh chị nhìn vào rõ ràng trên đây cùng gãy, ở dưới đây cùng gãy, phải Ở dưới đây cùng gãy. Rồi tiếp tục. Thì sao thị trường đi bụi? Nói hẳn là vậy đi, rồi, dễ ha. Sau rồi qua đây anh chị nhìn đây đi ở đây đây cũng tương tự anh chị nhìn cái cây gãy rất lớn ở đây cây này gãy bao nhiêu điểm anh chị biết không cây này là trên đây là giá nhiều lẽ một 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 bốn một ba phải không rơi về nhiêu về một ba năm bảy năm rơi bảy mươi mấy điểm đó nha hiện tại anh chị thấy rơi có mấy chục điểm mà sàn sạch hết trơn còn đây rơi bảy mấy điểm đó thì anh chị đây thấy rơi bảy mấy điểm không anh chị kẻ tren lên thì đây cũng có phải là cái cây gãy tren không không wow. rồi tiếp tục anh chị nhìn ở bên đây anh chị kẻ ngang đây cái cái tren này nhỏ thôi không cần kẻ nhiều thì anh chị thấy cái điểm gãy cũng là đúng cái ngày đó luôn trong một cái ngày là nó gãy vòng vòng ở đây nó gãy luôn rồi phải không hai cây trước hai cây sau là nó gãy cái trên cùng nhau khi thị trường gãy là gãy hết phải không rồi ai gãy thì tự động cổ phiếu cũng sẽ gãy vậy thì có trường hợp ngược lại không quan vâng, ví dụ anh chị có trường hợp ngược lại không đây quan nói cho anh chị cái chiều gãy vậy thì quan chứng minh cho anh chị là chiều gãy nó đúng phải không vậy thì nếu chiều tăng nó như thế nào đây ví dụ đây anh chị nhìn đây nó cũng tương tự nữa phải không gãy đây nè đây nè gãy cái cây gãy nào phải không và đây là cái trend tăng nè anh chị thấy không? Đó. Thì nhìn chung cái cây này là cây gãy, nếu mình kẻ kỹ hơn là nó phải uh, xích vô tí nha. Đây. không? Oh, rồi, vậy thì có chiều ngược lại không? Bây giờ gãy trend rồi ai cũng là gãy trend thị trường, phải không? Vậy thì uh, thị trường gãy trend là gãy hết, phải không? Cái này qua đã từng nói anh chị rồi, khi nó gãy là mình phải bán liền. Thật ra có nhiều anh chị bảo là cái tem mình không cắt lộ cổ phiếu thật ra sai, nha sai. Đây, qua sẽ cho anh chị coi. Rồi, thì đâu? Đây là danh mục của nào wifi Stop. Có phải là qua đã kêu anh chị bán chốt hết tất cả cổ phiếu có lời không? Đây anh chị thấy nè, ta hạt gạo làng ta quang kêu bán đúng phải không? Kêu bán rồi. Rồi gì nữa? BVD cũng kêu bán toàn bộ hay là gì? Dabaco lỗ cái là quan kêu bán ngay khi nó vừa gãy hay gì nữa? NT2 DBM thậm chí DBM bán là có lời luôn đó pet nào nghe không đều rồi đều bán được hết NT2 nè bán xong sàn mấy cây luôn hay là gì BFC thậm chí ở đây có một vị thế BFC dẫn lời nhẹ nào phải không tức là mình dẫn chốt được ngay định vậy thì mình có sai không chắc chắn là phải giữ cái kẹt lại hàng mình cho anh chị bán rất nhiều cổ phiếu không bán rất nhiều cổ phiếu có lời ở đây thì đương nhiên những cổ phiếu bị lỗ mình lại gì một số con bắt buộc phải giữ lại thì nó sẽ lộ nè đây danh mục này thật ra hai ba ngày rồi quan không cập nhật hai ngày nha hôm qua và hôm nay quan không có cập nhật lên thì để nó giảm luôn một hơi đi rồi mình đo một lượt rồi mình tính lại từ đầu cho anh chị đó thì anh chị thấy sao lộ rất nè thì không thể nào chúng ta né được việc lộ không thể nào chúng ta né được việc lộ nhưng chúng ta đã chốt được rất nhiều con có lời ở trên vùng trên ở vùng nào ở cái vùng này nè ở cái vùng này của thị trường là quan cho anh chị chốt rất nhiều anh chị có phải ha? đúng là vấn đề đó không qua wow, những cái con kia anh chị cắt lỗ ngay lập tức khi nó vừa rơi đó là câu đa ba con kia anh chị cắt lỗ ngay lập tức ngay khúc này thì bây giờ nó rơi xuống tới đây gọi là con pet nè khi nó rơi gan ngay lập tức Con kêu anh chị làm gì bán ngay chút lại toàn bộ cổ phiếu bet nghe đây có phải không và đó bây giờ nó xuống tới đây nè không à, tức là mình vẫn có tư vấn đúng rất nhiều trong giai đoạn vừa wow qua wow. chỉ là gì chỉ là chúng ta thứ nhất bắt đáy là sớm thật ra cái trường hợp này là tất cả nhà tư đều bị tức là chúng ta không ngờ được chúng thị trường chúng ta lại khốc liệt tới mức mà đánh tới mức nào này không à, không phải ai ngờ được là nó sẽ đánh khốc liệt tới mức độ này và những cổ phiếu bị kẹt từ ngàn năm tới giờ là những cái con mình còn giữ còn lại đa phần những cái con mà mua vòng rồi chúng ta đều bán gần hết rồi, bán hết rồi nha yeah. Rồi đó là cái việc đầu tiên Tiếp tục mình sẽ nói về gì Nãy giờ là mình đang nói là việc là mình cho bán phải không Vậy thì khi mà gãy trend phải không Rồi vậy thì nếu cổ phiếu bức trend thì sao Thị trường bức trend thì sao à, Bức trend nãy giờ anh cho anh chị coi ví dụ là gãy trend Vậy thì bức trend thì sao à, Bức trend Anh chị hướng nhìn ơi, Ở đây anh chị thấy cái đoạn up này không thì anh chị nhìn ha anh chị thử kẻ từ cái đỉnh qua đây qua đây qua đây coi anh chị thấy rõ ràng ở đây nó bất định không nó bất lên không thì anh chị thử kẻ rồi anh ai đi đây có phải là đúng cái cây này không bước vào xu hải tăng mới phải không tiếp tục bên đây giai đoạn gần đây anh chị thử kẻ đâu anh chị thử kẻ nhỏ ở đây thôi chọn bất kỳ đây có phải là cái cây tạo đáy như này đi lên không đây. Phải không anh chị thấy có đúng không đó, anh chị thấy có đúng không? Đó, anh chị thấy có đúng không? Tức là điểm mua hoặc là điểm vào hàng là cái điểm nó bước qua nó bứt lên, không? nó bứt lên nó đi lên thì nó có chiều rơi nó cũng phải có chiều lên, đúng không? đâu có cái gì rơi mãi cũng đâu có gì tăng mãi thì kiến thức nó cũng vậy, nó có đúng theo chiều giảm thì nó cũng sẽ đúng theo chiều tăng. vậy thì ví dụ giai đoạn hiện tại chúng ta nhìn qua đây, anh chị thấy nó có cái gì? đó anh chị thấy nó có cái gì? thứ nhất ở đây ví dụ mình kể cái trend giảm nó còn xa lắm không? nó còn xa lắm. đây là anh chị nhìn ở đây là một đây nè, hai đây nè à, mình nói ba điểm này lại thì nó còn xa lắm rất là xa à, rất là xa không có nói được đâu nhưng mà ví dụ mình kẻ dưới đây đi anh chị nhìn ở dưới đây đi đây rồi ai đi anh chị nhìn đây đây anh chị nhìn hẳn qua đây à, qua cũng kẻ các điểm này cho anh chị coi nè một điểm nè qua chỉ nói hai điểm đầu tiên lại thôi là tự động nó sẽ hẳn hàng xuống dưới hết thì chỉ cần ở đây nó bước lên được ở đây nó còn một đoạn nữa ha một đoạn nữa nhưng nếu nó bước qua được đây đây nó sẽ đi lên và anh chị nhìn vô anh chị thấy nó có cái độ gì đó đặc biệt không là gì ở đây nó rất xa không, ở đây nó rất xa cái đường đầu đỏ Xuống đây nó gần gần hơn chút Qua đây nó gần gần hơn chút Vậy có phải lên đây nó lại gần gần hơn chút không Tức là càng lúc á Nó càng gần cái đường màu ở trên kẹ xuống của quan kẹ phải không Nó càng gần thì chỉ cần một cái điểm nó bước qua Là gì? Là thị trường bắt đầu tạo đáy lên Dù anh chị có thể nghĩ thị trường đang ở tại đáy Nhưng thật ra nó đã xác nhận cho sống mới Có phải cây này nè Hồi á quan anh chị cây này không Thì cây này nó cũng tương tự Có phải là cái điểm bứt là cũng ngày đây không Cũng ngày cây này không đây anh chị giống xuống đây, có phải là ngay đây không? À, anh chị giống thử từng hẳn xuống đó Nó cũng giống nhau luôn Dù cây nến này đang ở quanh 1140, 1150 rất hấp Nhưng nó vẫn xác nhận một con sống mới ngay lập tức không? À, con sống mới kéo dài hai tháng Thì đây nó cũng giống vậy không? À, và nó cũng sắp bước qua tệ lắm Thì nó cũng phải hồi lên được trên đây Sau đó bắt đầu nó rơi tiếp đó, Nó bắt đầu rơi tiếp Vì sao? Vì cái chỉ số rệt ai mọi người thấy nè Nó chỉ đi từ 0 lên 100 rồi rơi xuống và xưa giờ thị trường chưa bao giờ đi quá cao cũng chưa bao giờ rơi quá hấp đây anh chị nhìn nè anh chị nhìn cái đường trung tiến nha cái đường kẻ trên và đường kẻ dưới thì nó chỉ cần rơi thẩm xuống dưới nó sẽ đi lên lại không rơi hỏng hoặc là tăng lên trên cao trên đây nó sẽ đi xuống lại đây là một cái kiến thức trong hóa học con vậy anh chị rất kỹ rồi thì đây nè đi lên cao nó sẽ rơi xuống thì đi xuống dưới nó sẽ đi lên đây cũng tương tự nè đi lên cao nó sẽ rơi xuống đi xuống dưới nó sẽ đi lên tất cả đi trong cái biên độ này rơi nè anh chị thấy không nó sẽ đi lên anh chị đâu cần nhìn cái đồ thị ở trên đây anh chị cũng sẽ thấy thôi à, tức là nó sẽ đi trong cái phạm vi rơi rất sâu xong cũng đi lên lại thì bên đây cũng lại thị trường chúng ta nó như thế nào hiện tại anh chị nhìn thấy đồ thị thị trường chúng ta cũng rơi xuống dưới thì theo biên độ theo cái quán tính bình thường nó lại đi lên lại trên đây à, xong nó lại rơi xuống lại đây là cái cách mà thị trường nó đi thì bây giờ chúng ta đang ở cái vùng tận cùng của xã hội rồi mà anh chị lại đi bán ở đây cắt lỗ là sai rất rất sai À, rất nhiều anh chị đang bị con margin thì anh chị có hai trường hợp lựa chọn. Hôm nay con có tư vấn anh chị đó. Một là anh chị bán 100 cổ phiếu, 200 cổ phiếu ra để cân bằng margin. Hai là anh chị nạp tiền thêm, đừng có cắt lỗ hết margin. Vì anh chị có 1 tỷ, anh chị bán bị con margin là anh chị cò và bán là 750 triệu đó phải không đúng rồi tỷ lệ là 0,25 thì anh chị bán anh chị bán ra nếu anh chị chán quá anh chị bán hết là anh chị chỉ còn 250 triệu hoặc là anh chị bán 50 triệu nhìn chung là anh chị sẽ có trạng thái là hơn là bán hết thì khi anh chị bán hết anh chị lỗ 750 triệu anh chị cầm 250 triệu anh chị kiếm 750 triệu anh chị phải kiếm bao nhiêu lần bốn lần ba bốn lần trở lên anh chị mà anh chị lời ở nha anh chị mới có thể gỡ được cái xác sức anh chị làm được không À, khó lắm kiếm là ít hai quan nghĩ quan có thể làm được trong một giai đoạn thị trường bình thường quan làm được à, nhưng x3 ít x4 ít chưa chắc làm được à tức là mình chỉ có thể nói là x2 mình làm được x3 x2 hai 2.5 mình làm được nhưng tới x3 x4 là rất khó trong một mùa giao dịch chỉ vài tháng không à, cái đó phải tích góp rất lâu đó nó thành ra là nếu chúng ta cắt toàn bộ margin lúc này có nhiều nơi đã bắt đầu kêu chị cắt hết margin đi nhưng cắt margin là cắt ở đâu một là cắt ở trên đây không à, cắt ở trên đây chứ bây giờ xuống đây là cắt margin thì khác gì cắt lỗ đâu các gì các lỗ bình thường đâu và cắt margin xong rồi giữ tiền hạch cái đó giữ bao giờ mới về bờ tại vì á anh chị mua margin full margin ví dụ tỷ lệ 5 năm là 50 mươi trăm margin năm mươi tiền hạch ở trên đây phải không anh chị mua nó ngay đây sau đó nó rơi về đây anh chị âm năm mươi trăm và ăn cắn vô margin là hành năm bảy phần trăm thì sao thì bây giờ anh chị cắt hết margin ra anh chị chỉ còn 25 phần trăm thôi 25 phần trăm ở đây nó tăng lên đây lại anh chị đâu có hòa vốn nó phải tăng lên tới ở đây nè anh chị mới hòa vốn vì anh chị đã mất đi cái phần margin rồi tức là một mươi ngàn hàng anh chị bán 70% hàng để con margin nên chị chán anh chị hạ hết margin ra là anh chị chỉ còn có 3.000 cổ phiếu thôi từ 10.000 còn 3.000 thì 3.000 muốn phải nhân bao nhiêu lần nó mới hòa vốn cho cái 10.000 đó anh chị hiểu không nên có nhiều nơi đang tư vấn là hạ hết margin thì qua đánh giá là gì không nên hạ margin Ờ, chỉ là gì gán gồng margin đi một tháng anh chị trả 50 triệu tiền phí margin không có nhiều đến mức đó đâu chỉ là những anh chị vay cả tỷ mấy là 50 triệu còn đông hơn là mấy trăm ngàn thôi một hai triệu là một tháng thôi nó vẫn tốt hơn anh chị cắt lỗ mấy trăm triệu ờ, mấy chục triệu tiền margin ra ngay tại đấy ngay đây là sai vậy thì phương án xử lý là gì nãy giờ là quan nói cho anh chị hiểu về các vấn đề thị trường cũng như là cơ hội của nó sắp tới rồi còn bắt đáy ở đây của nó rồi cứ bắt đi thoải mái bắt và giữ trung hạn là quan nghĩ xác sức ăn rất cao nha rồi vậy thì cái gì đây vậy thì quan sẽ nói tiếp về cái trạng hai phương án xử lý tại giai đoạn này thì phương án ở đây một không bán à, cái này là chắc chắn rồi không bán tại vì bán ở đây là chết nãy giờ quan giải hết anh chị rất nhiều nhưng không bán nếu hết tiền thì sao hay thôi giữ đâu nằm yên ngay đó không làm gì cả đây là câu nói cho những anh chị đã hết tiền nha anh chị không còn đồng nào hết thì đương nhiên bản thân quan hiện tại cũng đã hết tiền rồi không có tiền để mua thêm nữa nên thành ra mình nói hẳn mình hết tiền rồi thì mình cũng sẽ nằm yên chờ qua cuối quý 4 rồi tính tức là chờ mỗi hai tháng sau rồi tính đó là với quan và đại đa số anh chị cũng hết tiền đúng không vậy nếu những anh chị còn tiền phương án xử lý là gì đó là hãy mua T0 cổ phiếu nha T0 cổ phiếu T0 là gì T0 anh chị sẽ bấm vào đây lướt T0 chứng khoán ngay trang chứng khoán NQ.vn bên dưới phần mô tả video có cái link đó hình chị bấm vào đây thì trong đây quang có làm một cái video giải thích về T0 còn anh chị muốn vào rơm quan chăm sóc và hướng dẫn thì anh chị có thể coi ở đây có số hộ quang là bạn Mai Hi ngay đây luôn rồi thì đây là T0 video đã hướng dẫn vậy quang sẽ giải thích cho anh chị sơ một lần tại sao nên T0 giai đoạn này Hay vì đi bắt đáy giai đoạn này khác nhau nha T0 là gì? Là anh chị dựa trên số hàng anh chị đang có sẵn. Ví dụ đang kẹt lỗ 10.000 cổ phiếu sale. Rồi mình sẽ ví dụ luôn cổ phiếu sale. Đây. Giải thích nha. Rồi cổ phiếu sale. Kẹt 10.000 cổ phiếu giá 30.000. Giá 30 000 nha. Bắt đáy. Đây, bắt đáy từ tháng 9. Không? Ví dụ vậy đi. Rồi vậy thì T0 là gì? Thì đây quan sẽ giải thích sơ là cho anh chị. Ví dụ hôm nay mình nhìn vào đồ thị con xem. Đây nhìn vào đồ thị con xem. Giá nhiều, giá 17.8 phải không? Hơn hơn anh chị biết là cuối phiên nó hơi rơi, nó hay rơi nằm sàn cuối phiên. Vậy thì ví dụ cuối phiên hôm nay anh chị mua vào nó nhiều, anh chị mua vào 30% hẹn hơn hơn là mua 30% thôi. 30 hoặc 40% là tối đa là khoảng giá 17 chấm mấy, 17.8 hoặc là giá 18 luôn đi cho anh chị bắt cao tí là 18.0 phải wow. không? Mua hôm nay. Mua hôm nay. Ngày 4 tháng 10 mua vào nhiều. mua 30% trăm không? có 10.000 cổ là nhiêu là khoảng 3.500 cổ đi ha. Cho làm tròn lên tí đi, lệch lạnh tí nha. 3.000 cổ. sale giá nhiều Giá 18.00 không không là đang bị lỗ lỗ 0.2 không rồi ví dụ vậy tức là giờ nó còn 17.8 không hiện tại còn 17.8 rồi đó là trạng thái thứ nhất vậy thì sao vậy thì t 0 là gì thì ví dụ ngày mai là ngày ngày mai ngày 5 tháng 10 mở cửa hơn thường hâm ra anh chị thấy là mở cửa thị trường chúng ta đây là cái việc anh chị nhìn vào thị trường anh chị sẽ hiểu. Mở cửa hôm nay rơ tăng từ 1 lên 1099 mà giá tham chiếu của thị trường là nhiêu là 1071 phải không? Là tăng mở gấp up rất là lớn tức là tất cả cổ phiếu đều tăng. Không? Thì con sale chắc chắn là gì? Hôm nay mở cửa nó cũng xanh nè. À. Đây mình nhìn vào đồ thị con sale hôm nay nha, ngày hôm nay thôi nha. Anh chị thấy rõ ràng hôm nay con xe buổi sáng nó có giá xanh rồi à, phải không? Nó cũng mở cửa giá xanh trên đây thì thường thường nó sẽ có giá xanh khoảng bao nhiêu phần trăm? Đây là đo thử thôi nha. Đây giá xanh 3 100. mà ông tăng 3 chỉ vậy có phải là ngày mai hơn hơn nó sẽ mở cửa ra khoảng nhiêu khoảng 18.5 mở cửa 18.5 đến 19.0 là cái khoảng sell nó sẽ mở cửa ra mở giá xanh đầu phiên á hơn hơn quán tính là ẩm gai ngày nào cũng vậy Phải không hơn hơn nay giá sàn thì ngày mai nó sẽ mở cửa cao lên thì đó nó sẽ tăng lên thì sao anh chị bán à, bán 3.500 cổ ra giá Ví dụ 18.6 đi ha. 18.6. Vậy hôm qua mua. Có phải là hôm qua mua 18.6. 18 trừ cho hôm qua mua nhiêu. Hôm qua giá mua 18. Vậy có phải là bằng anh chị lại 0.6 không? Anh chị lại 0.6. không? À, tức là bằng nhiêu? Bằng 600 đồng. 600 đồng. 600 Việt Nam đồng á. không? À, 600 Việt Nam đồng. Vậy thì sao? Ở đây là 18.6 là nhiêu? Là 18.600 đồng. không? À, Vậy lại 600 đồng. Thì 600 đồng lấy 600 đồng này mình nhân với cái gì? Mình nhân với 3.500 cổ xeo là mình sẽ lời được bao nhiêu, phải không? Mình sẽ tính thử cho anh chị. Đây quan sẽ giải thích lại một cái lần đây. Nhân cho 3.500 là nhiêu? Là lãi được 2 triệu mốt. hai triệu mốt. Phải không? Lại ăn trên lệch. Ăn trên lệch thôi. Quang chưa tính đến những cái vấn đề khác. không? Ăn trên lệch. Đây là cái trực quan nhất. Là anh chị sẽ ăn được trên lệch 2 triệu mốt. Vậy thì sao phí giao dịch? Phí giao dịch chiều mua, chiều bán là sao? Là bao nhiêu? chiều mua 3.500 cổ xe mua phí giao dịch là nhiêu 0, 15%, phải không rồi nhiêu cộng với chiều bán cũng tương tự luôn là 3.500 nhân cho 0,15% rồi cộng với bao nhiêu rồi cộng với là cái huế phải nộp khi bán cổ phiếu là nhân cho nhiêu 0,1% không anh chị thử tính ra là nó vào bao nhiêu đây 3.500 thì tại đây quan sẽ mở cái file Excel lên tính cho nó dễ nha thì đây, mình sẽ dùng cái hàng này đi ha. Thì bằng 3.500 nhân 0,15% cộng 3.500 nhân 0,15%. phải không? Rồi cộng bao nhiêu? 3.500 nhân 0,15%. phải không? Không phết 10 chứ. Là 0,1 phải, phải không? Là nhiêu? 14. 14 này là nhiêu? Thường ở là nhiêu? 140.000, khoảng là 140.000. Ở đây là mình nhân hiếu cái giá cổ phiếu, không? giá cổ phiếu ở đây là nhiêu? Là giá, ví dụ mình mua vào, mình mua vào ở bên đây là giá nhiêu? Mình mua vào là giá nhiêu mọi người? Mình mua vào là giá 17.800 đồng, 17.800 đồng. Mình bán ra là giá, ồ 18.000 chỉ nhầm, 18.000. Bán ra là giá nhiêu? Là giá 18.600 đồng, không? nhân cho 3.500 rồi đây thuế là phải thuế theo cái giá bán là nhiêu? Là 18.600 đồng. Là ra bao nhiêu? Là ra 257.000 phải không? 257.000 Việt Nam đồng. Đây anh chị nhìn vô anh chị sẽ thấy. Đây anh zoom kỹ là nha, 257.000 nè phải không? Là nhiêu? 2 triệu 1. Ở đây là nhiêu? Là bằng 257.000. Làm tròn nha. Thì đây tổng lời của mình là nhiêu? Tổng lời lời trong chiều giảm luôn nha. Dù cổ phiếu có sàn bữa sau anh chị cũng bán được ngay không oh, trừ và bằng 2 triệu mốt là nhiêu 2 triệu mốt trừ cho bao nhiêu trừ cho 257 là anh chị là được 1 triệu 8 không? Oh, 1 triệu 8 1 triệu 800 43 000 có phải chính xác như vậy không Đây là quan chỉ tính cho 2 ngày Quan không vàng tới là việc những cái cầu phiếu này anh chị mua giá 30 31 ngàn đó, mà chị nói gì heo về câu hỏi anh chị đặt ra ở đây là ví dụ mình mua về thật ra mình vẫn đang lỗ mà, phải không chính xác là mình vẫn đang lỗ anh chị nên hiểu anh chị mua ở đây 10.000 cổ giá 30.000 có phải là tốn 300 triệu không, không à, 10.000 cổ giá 30.000 là 300 triệu thì bây giờ cổ phiếu rơi về giá 18.000 anh chị còn nhiêu còn 180 triệu phải không 180 triệu và khi kết thúc ở đây là còn đây nè phải không? là 178 triệu có chính xác như vậy không tức là 10.000 cổ ở dưới đây là bằng 178 triệu. Có chính xác vậy không? À, cái này là quan hỏi anh chị á. À, chính xác là phải là số này không? Tức là khi 10.000 cổ nó còn giá. Nhiêu? 17.8. Thì nó cái tài sản anh chị á. Dù trong cái hệ thống VBS. Nó vẫn ghi nhận anh chị. Là đang âm. Âm bao nhiêu? À, 300. Đây. 300 triệu. Mà trừ 178 triệu. Là âm bao nhiêu? 122 triệu. Phải không? Âm 122 triệu Việt Nam đồng. Là hệ thống VPS nó ghi nhận như vậy cho anh chị. Phải không? Đây là anh chị khách hàng VPS. Thôi quả nói vậy đi. Những khách hàng khác thật ra công ty khác cũng giống vậy thôi. Nhưng mà bản chất tài sản thực tế anh chị là bao nhiêu? Là 178 triệu chứ đâu phải là 300 triệu. Phải không? Tại vì 10.000 cổ hiện tại đang có giá trị này. Thì cho dù bây giờ anh chị có bán ra 3.000. Phải không? Bán ra 3.500. Mua lại 3.500. Thì vẫn là... Nhiều 10.000 cổ à, Vẫn là 10.000 cổ Tại quanh cái dùng giá này Đâu có khác đâu Tức là giá trị tiền anh chị nó đâu có lên được bao nhiêu Nó nhầm Nó đo, nó đâu có hai đổi Nó đâu có hai đổi Nó đâu có về 300 triệu Từ khi cổ phiếu lên lại giá 30 Trừ khi cổ phiếu lên lại 30 Nhưng nếu anh chị bán ra 3.500 Hoặc là mua đi Mua trước đi Mua 3.500 Bán 3.500 Tổng vẫn là 10.000 cổ Chính xác không? Nhưng mà sao? anh chị sẽ chênh lệch được cái phần này tức là hai gì anh chị còn 178 triệu anh chị sẽ, sẽ ra bao nhiêu? Cho dù hôm đó nó về lại giá 17.8 nha, thì anh chị sẽ ra bao nhiêu 179 triệu? Bao nhiêu? 800 43.000 chứ đúng rồi, 843.000. Đó, cái tiền anh chị nó sẽ tăng lên. Và đương nhiên rồi khi anh chị mua vào cổ phiếu giá hấp, cái góc phải là cái giá vốn 30 đó, nó sẽ giảm xuống không? Nó sẽ rơi xuống. Đó là cái phương pháp T0 phương pháp này nó có một cái rủi ro đang quan giải hết đời luôn đó là gì là khi trai t không anh chị mà đánh á anh chị phải nhớ rõ cái giá vốn ban đầu là 30 là 300 triệu thì khi nó hạ giá vốn từ từ xuống, thì đương nhiên khi một mức nào đó ví dụ anh chị ngày nào cũng trai đi thì giá vốn giá vốn có khi về khoảng 20.00 từ 30.00 không à, có phải vậy không nhưng vấn đề là khi cổ phiếu tăng lên 20.00 hòa vốn anh chị có thể hỏi quan câu này thì chắc chắn là không hòa vì 10.000 cổ nhân cho 20k là bằng 200 triệu đúng không 200 triệu vậy thì có 200 triệu thôi sao bằng được thì đứng nếu anh chị ngày nào cũng trai tây không thì anh chị có thể lên được 210 triệu lời đúng không cũng không thể bằng nhưng nếu cổ phiếu tiếp tục tăng lên khoảng giá nhiều khoảng giá 27.000 thì có thể anh chị sẽ lời luôn anh chị không về giá 30 anh chị cũng lời đây là cái lợi thế phương pháp và anh chị phải nhớ rõ cái giá vốn mình là bao nhiêu là 300 triệu Thì khi nào anh chị trai mà cái giá vốn cổ phiếu lớn hơn 300 triệu Lớn hơn 300 triệu hoặc bằng 300 triệu Thì anh chị mới hòa vốn hoặc là mới lời Trên cổ phiếu đó có thể giá nó chưa bằng Ví dụ giá nó tới 27 000 mà ngày nào anh chị cũng trai Thì đương nhiên chưa tới giá đó anh chị đã lời rồi Anh chị hiểu quá không? Đó là cái phương pháp này cũng như là gì? Lợi dụng số hàng đang kẹt Kẹt 10 000 cổ Tại vì anh chị kẹt, anh chị đâu có làm gì khác Anh chị chỉ giữ thôi Và đương nhiên kẹt, anh chị có quyền bán ngay không Tại vì nó đã qua ngày tay cộng rồi Anh chị được quyền bán ngay Bây giờ anh chị mua vào 3.500 cổ Bữa sau anh chị bán liền được Anh chị đâu phải chờ 2 5 ngày phải không? Hoặc là ba ngày như hồi xưa Đó đó là cái cách quan giải thích về phương pháp này Nó lợi dụng gì? Lợi dụng số lượng hàng anh chị đang có sẵn để tray dựa trên nó Có rủi ro không? Có rủi ro Ví dụ anh chị lỡ mua vào Mua vào 18.00 mà nó giảm về 16 thì sao? thì đương nhiên phải đặt ra quy tắc ví dụ âm um 5%, âm um 3% về cuối phiên. Cuối phiên không ổn thì cut lót toàn bộ. Phải không? Đó, đó cut lót cái gì cái phần anh chị vừa mua vô 3.500 cổ. Đó, đó là cái phương pháp. Và phương pháp này còn cái rủi ro nữa là gì? Chắc chắn rồi mua ở đây cái cái điểm mà kết lót này phải chấp nhận nha. Đâu có cái gì mua vô an toàn 100% đâu. Là gì? Anh chị có thể kẹt hàng nếu anh chị không bán tức là anh chị chỉ còn dư đủ tiền mua ba năm trăm cổ nhưng anh chị không bán cổ phiếu khi nó giảm âm ba trăm thì toàn bộ tiền chị kẹt hết nó hẳn là kẹt hết ra khỏi trây nó không khỏi trây luôn rồi gì nữa phương pháp này có một cái lợi là anh chị có thể bán trước và mua sau ví dụ bán 18.00 chiều mua lại 17.00 lời 1k trên một cổ phiếu đó đó cũng là một cách tức là có thể mua trước cũng có thể bán trước cách nào cũng được miễn sao mình nhìn cái xu thế thị trường á mình thấy nó không ổn thì mình bán ra hồi mình mua lại ngược lại nhìn xu thế không ổn thì sao mua trước rồi ừ, ngon á thì mua trước chút nữa bán ra và cái xu thế cái này nó quan trọng là gì anh chị phải tính được cái phần phí ở đây phí ở đây có 257.000 thì anh chị mua anh chị đừng có mua ví dụ mua 18 bán 18 chắc chắn anh chị lỗ. Nhưng anh chị mua 18 bán 18.1 anh chị hòa vốn. Ấy ít nhất anh chị vẫn hạ được cái giá vốn xuống. Đó, đó là cái cách quan hướng dẫn anh chị cũng như là gì? Quan đang đưa ra các giải pháp cho anh chị giao dịch trong giai đoạn này. Nha, giao dịch trong giai đoạn này dựa trên những cái hàng đang có sẵn âm mấy chục trăm trở lên thì mình có phải làm cách này thôi không có cách nào khác cách này quan cũng giải thích một lần ở trên trang web của nó wifi stop rồi anh chị vào coi nha thì đó là hôm nay quan dành thời gian để giải thích cái này cũng như giải thích về RSI, ai các trên like cho anh chị để trấn an anh chị nhà đầu tư cũng như đưa ra phương pháp anh chị giao dịch nha anh chị giao dịch thôi cái này bắt buộc anh chị phải nhìn giá nhìn bảng điện anh chị mới làm được chứ anh chị chỉ cầm cái điện thoại thì nó cũng hơi khó nha nó cũng hơi khó chắc chắn rồi nó không hề dễ tiếng nào phải không đây là đây là gì giao dịch T0 á tại vì anh chị đâu có nhất thiết anh chị phải chờ qua hôm sau hôm nay mua chút bán cũng được vậy mua 18.5 hỏi lên 18.7 bán liền có đâu không tức là anh chị có thể làm ngay trong phiên cũng được không nhất thiết phải chờ qua hôm sau đây là quan đang ví dụ hôm sau cho anh chị coi thôi chứ anh chị làm ngay trong phiên nhiều lần cũng được không thì buộc anh chị phải nhìn bản điện anh chị phải nhìn đồ thị anh chị mới coi được nha rồi thì đó là phương pháp của Quang Cũng như là cái giải pháp của Quang giai đoạn này Còn lại thì nếu mà hết tiền thì giữ thôi Rồi thì anh chị xem tới đây Nhớ để lượt thích video, lượt đăng ký kênh Bản tin nó cũng khá là dài rồi nha Nhìn chung là giai đoạn này Quang sẽ cố gắng là đồng hành cùng anh chị Chứ không có bỏ bê cũng như là gì Không có lặn luôn giống như những nơi khác Những nơi khác bây giờ đa phần là một là gì Ngày nào cũng không anh chị bắt đáy tiền đâu bắt đó, Ngày nào cũng không bắt đáy rồi gì nữa Hoặc là im luôn ngày chát đúng hai câu hoặc là không chết luôn à, giờ biết nói gì đâu đó à, không rơm quang thì vẫn dẫn ráng để trấn an anh chị và cố gắng đồng hành cùng anh chị vì bản thân mình cũng lỗ không à, ai cũng lỗ thôi đến thái phạm còn lỗ mà phải không đến những siêu nhà tư những quỷ lớn quỷ gì quỷ của con pin pin elite hay gì đó, nó quỷ lỗ bảy ngàn tỷ luôn kìa lỗ quá trời lỗ luôn ai cũng lỗ thôi nhưng mình phải cố gắng tìm được cái phương pháp giải pháp trong giai đoạn này nha hy vọng là anh chị xem video này xong sẽ có định hướng riêng cho mình xin chào anh chị nhà tư